Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày mùng 3 tháng 9 năm 2019 thì tôi có mặt ở đây ở ngay gặp blogger người buôn gió tức là anh Bùi Thanh Hiếu, và chúng ta cùng thảo luận về cái vấn đề ngày hôm nay, đó là việc tài liệu mật của A4K đã diễn ra như thế nào và cái hậu quả ra sao. Vâng, thưa anh Bùi Thanh Hiếu, thì anh có thể cho biết cái thông tin về cái việc và thời gian vừa qua rất nhiều những tài liệu mật về cái hồ sơ của cái vụ án này đã được tung ra trên mạng xã hội, và anh đánh giá thế nào về việc này? Về vụ việc APG, việc chuyển nhượng cổ phần, việc chuyển nhượng mua bán APG dưới vùng iPhone thì nó xảy ra từ nhiều năm nay. Trong cái chúng ta đã để ý là chúng ta thấy có những cái tin đồn dò dỉ về cái thông tin nội bộ về cái tiến trình của cái vụ việc này. Nhưng mà đấy chỉ là những cái tin đồn hoặc là một số lác đác, một số văn bản. Nhưng mà chúng ta thấy là chưa bao giờ là như lần này là rất là nhiều cái văn bản là được tung ra. Có những cái văn bản mà có cả những cái dấu mà dấu tối mật. Hình như là Đảng Cộng sản Việt Nam, nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam muốn giải quyết dứt điểm cái vấn đề APG này trước khi mà Đại hội 13 đến. Vì cái vụ việc mua bán này liên quan đến rất nhiều những cái quan chức cấp cao, ảnh hưởng đến cả những cái vấn đề mà nội bộ nhân sự của Đại hội 13 tới. Cho nên đây là một cái cuộc mà họ muốn là giải quyết sớm và dứt điểm, để cho những cái nhân vật nào mà bị loại trừ khỏi đại hội tới này thì là bị loại trừ. Còn những nhân vật nào tuy rằng có dính dáng đến cái việc APG này nhưng mà được bao che, hoặc là như ta nói là cứng, thì được tiếp tục mà đi vào Đại hội 13 tới đây. Mà khi cái vụ việc này nó kết thúc rồi, nó xét xử rồi và các cái mọi việc nó được ta tạm gọi là được đóng khung rồi ấy, thì sau này thì có những cái tài liệu nào đấy mà tung ra để mà nói xấu về ông này ông kia ở trong cái liên quan đến vụ APG này thì nó không còn giá trị nữa. Thì đấy, tôi thấy là cái nguyên nhân của cái việc mà Đảng Cộng sản Việt Nam muốn giải quyết dứt điểm sớm cái vụ APG này là nó có liên quan đến cái chuyện mà Đại hội Nhân sự 13 này. Chính vì thế mà khi mà có một cái phe phái, họ lường trước là cái phe đang chủ trương xử lý vụ này, họ có thể là bao che trong một số nhân vật để cho các cái nhân vật đấy có điều kiện đi tiếp Đại hội 13, thì tất cả các cái tài liệu liên quan đến những cái nhân vật đấy thì được tung ra, đặc biệt như là ông Tô Lâm. Ông Tô Lâm thì chúng ta biết là ông sinh năm 1957, ông là Ủy viên Bộ Chính trị. Cho đến cái mà nguyên tắc của Ủy viên Bộ Chính trị thì nếu như mà chưa quá tuổi 65 mà khi đến cái thời điểm đại hội thì vẫn được tiếp tục là tiếp tục được ở lại vị trí. Thì chúng ta thấy đặc biệt ở đây là trong lần này thì là có những cái công văn về Tô Lâm, có những cái tài liệu về Tô Lâm được đưa ra. Vâng, rõ ràng có những chữ ký hoặc là có những công văn, đúng không ạ, của Bộ Công an. Và anh có thể cho xem qua trong này rất nhiều tài liệu. Vâng. Trong này thì nó cái sự việc này là khi mà có chúng ta thấy một cái văn bản của ông Trương Minh Tuấn. Lúc đấy ông là thứ trưởng. Nhưng mà ông lại gửi đích thân ông thứ trưởng Tô Lâm là xin ý kiến về đối với việc APG chuyển nhượng cổ phần cho đối tác nước ngoài để chủ động công tác bảo đảm an toàn an ninh thông tin. Nếu chấp thuận để APG chuyển nhượng cổ phần thì lên cho đối tác nước ngoài nào được tham gia đến mức độ nào, cho ý kiến đối với 02 phương án của APG. Nêu tại công văn số 51 ABG CV ngày 15 tháng 10 năm 2014. Tức là trước khi mà ABG có ý định chuyển nhượng thì họ đã hỏi ý kiến Bộ Công an là có thể là chúng tôi có thể là chuyển nhượng được cho công ty nước ngoài không. Thì ông Tô Lâm thì ông có một cái văn bản là ông trả lời là xét thấy việc để một đơn vị nước ngoài sở hữu mạng hạ tầng viễn thông và hoạt động trong lĩnh vực truyền hình có thể gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới vấn đề chính trị, đặc biệt là các tác động trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền và văn hóa tư tưởng, nguy cơ về an ninh quốc phòng như trên, Bộ Công an có ý kiến tại văn bản số 4352 Bộ Công an A81 ngày 8 tháng 12 năm 2014 là hạ tầng truyền dẫn phát có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về chính trị và liên quan đến hoạt động báo chí, không để phía nước ngoài nắm quyền kiểm soát hạ tầng truyền dẫn và nội dung phát sóng. Bộ Công an đề nghị Bộ Thông tin Truyền thông hướng dẫn công ty APG không được phép chuyển nhượng cổ phần cho công ty nước ngoài,
mà chỉ lên bán cổ phần cho đối tác trong nước, doanh nghiệp nhà nước là tốt nhất. Đây là cái ý kiến của ông Tô Lâm. Vâng. Khi mà ông Trương Minh Tuấn ông ấy có gửi cái văn bản ông ấy xin ý kiến là có nên bán AVG cho công ty nước ngoài không, thì ông Tô Lâm ông trả lời là vì an ninh chính trị, về tư tưởng văn hóa, về các thứ thì không nên bán cho nước ngoài mà chỉ nên bán cho các đối tác trong nước và doanh nghiệp nhà nước. Thì đây là có một sự là làm việc là nó khá là thống nhất với nhau về cái việc bán rồi. Bán AVG rồi. Và đây có một điểm nữa là khi mà AVG họ nêu ra một cái mức giá là 8.898 tỷ đồng ấy, tức là cho 95% của công ty AVG, thì anh xem ở đây là Bộ Công an người ta cũng đã biết được cái số tiền này và họ không hề phản đối cái số tiền đấy. Đây là trong cái ý kiến công văn của Bộ Công an này, số 2889 này, là nói này: phương án Mobile Phone đầu tư 8.898 tỷ đồng mua 95% cổ phần của công ty AVG đã thấp hơn so với định giá của các đơn vị đánh giá. Tức là Bộ Công an là biết là cái số tiền này, biết mua số tiền là 8.800 mấy tỷ này, ông Tô Lâm ông biết. Và ông bảo là cái số tiền này là thấp hơn so với các định giá của các đơn vị khác. Việc mua này đảm bảo một doanh nghiệp nhà nước sẽ kiểm soát mạng hạ tầng, truyền dẫn và nội dung phát sóng, không chỉ thực hiện đúng chiến lược đầu tư phát triển dịch vụ truyền hình mà còn góp phần bảo đảm an ninh văn hóa tư tưởng trong truyền thông trong nước. Đây anh nhìn con số là 8.800 tỷ này. Đấy, anh có thể cho các bạn bạn đọc cùng xem. Và đây là tài liệu mà anh blog Người Buôn Gió, anh Bùi Chính Hiếu đang có và ghi những chữ tối mật và rất là nhiều những cái thông tin chi tiết kèm theo ở trong đó. Có nghĩa là lúc đấy là khi mà AVG là chỉnh ra Mobile Phone, chỉnh ra cái phương án mua với 8.898 tỷ đồng, thì Bộ Công an họ cũng không có phản bác gì và họ bảo là cái giá tiền đấy là thấp hơn so với giá quy định và việc mua bán này là đảm bảo là giữ an toàn thông tin nhà nước, gần như là một sự đồng ý tuyệt đối. Thì chúng ta thấy là những cái văn bản này đều đưa ra, những cái văn bản tối mật lần này đưa ra ấy, đều liên quan đến trực tiếp đến ông Tô Lâm. Và những cái căn cứ mà phải nói là căn cứ cơ sở để mà rất là nguy hại cho cái sự nghiệp chính trị của ông Tô Lâm. Thì đến bây giờ thì ta thử hỏi là ai là người đưa ra những cái tài liệu này? Quả thật là với tập tài liệu rất là nhiều như thế này mà tôi đã chứng kiến đây thì các bạn cũng sẽ thấy đây là rất là nhiều tài liệu như thế này. Thì phải là cái người nào thì anh có thể phân tích cho bạn đọc và những người đang quan tâm về việc là những bộ tài liệu rất tối mật như thế này mà lại đưa ra. Bây giờ chúng ta phải nhìn thấy ra, tôi nghĩ rằng là trong cái số tài liệu này thì họ có một cái số nó lựa chọn, nó không phải là hoàn toàn là nó được tung được chúng ta hết đâu anh. Tôi để ý hôm qua từ 2 đêm nay là tôi đọc hết những cái tài liệu này và tôi phân tích từng điểm một, tôi sàng lọc ra và tôi thấy rằng là nó hoàn toàn là được những cái tài liệu tung ra đều lựa chọn một cách nó có chủ ý để nhằm vào ông Tô Lâm. Xoay quanh thì vẫn rất là những cái văn bản mà trao đổi giữa Bộ Công an và Bộ Thông tin Truyền thông, là hai cái văn bản nó được rất là được nhiều. Chúng thì cái vấn đề này thì chúng ta phải sàng lọc ra là tại sao là trong này có rất là nhiều đơn vị, cái việc mà ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng ấy, thì không phải là Bộ Công an người ta quyết định một cái dự án mà đến 10.000 tỷ, mà nhất là truyền thông như thế này thì bên quân đội người ta cũng có cái quyền quyết định về an ninh quốc phòng chứ không phải riêng mình Bộ Công an. Nhưng mà trong cái tất cả cái tài liệu này thì không hề nhắc đến một cái nào đến các cái đơn vị quân đội. Đấy là cái thứ nhất. Đây có những tài liệu ghi sự tối mật. Vâng, phải tối mật. Cái tài liệu tối mật này là không có mất hay là cái Bộ Thông tin Truyền thông thì người ta cũng nó có cái vấn đề nó cũng rất là tích cực này là tránh việc chuyển nhượng cổ phần AVG cho đối tác nước ngoài có liên quan hoạt động đến tình báo hoặc chịu sự chỉ đạo của cơ quan đặc biệt nước ngoài, nhất là cơ quan tình báo Hoa Lam. Đây, cái câu này là nghĩa là phải được đưa ra. Câu rất đặc biệt. Vâng. Tức là khi mà Bộ Thông tin Truyền thông họ đề nghị bán AVG này thì họ cũng bảo là lên để cho cơ quan đơn vị nhà nước mua như Mobile Phone để tránh cho tình báo Hoa Lam họ lợi dụng các cái công ty khác họ can thiệp vào họ mua cái họ mua cái AVG. Vâng. Thì chúng ta cũng không loại trừ là những khi có thể là chính là tình báo Hoa Lam họ làm ở trong cái bộ của Đảng Cộng sản và họ vì họ không mua được cái AVG này thì họ tung ra cái đấy, thì chúng ta cũng phải đặt ra vấn đề đấy. Đúng không? Đây là một cái con số rất hay để anh nhìn cái đánh giá và ghi rất rõ là
đối tác nước ngoài mua cổ phần của ABG với giá trị rất lớn, vì lại đề nghị Bộ Công an chỉ đạo nắm tình hình, làm rõ vào Bộ Thông tin Truyền thông, tránh việc chuyển nhượng cổ phần ABG cho đối tác nước ngoài có liên quan đến hoạt động tình báo kinh tế hoặc chịu sự chỉ đạo của các cơ quan đặc biệt nước ngoài, nhất là cơ quan tình báo Hoa Lam. Vâng, thế là chỉ rất rõ là cơ quan tình báo Hoa Lam, tức là Trung Quốc. Là Trung Quốc. Và bây giờ thì cái vụ việc vỡ lở ra thì đúng là rất nghiêm trọng. Bây giờ thì chúng ta lại trở lại cái vấn đề là khi mà gần đây thì nhà nước Việt Nam họ lên án rất là nhiều về những cái việc mà tuồn tin tiết lộ ra ngoài. Xong rồi họ bảo là những cái tin tức đấy là do thế lực phản động thu thập đánh cắp được. Có phải là do trong những chương trình mà anh em gần đây cũng thấy đúng không ạ? Trong VTV1 mà phát về đối diện những cái gì đó đúng không? Đấy, Bây giờ tôi hỏi là tôi ở ngoài này, tôi đang ở bên ngoài này, làm sao mà bây giờ tôi thu thập được cái từng này những cái tài liệu tối mật lại được, đúng không? Mà nếu như người ta bảo là có một số thành phần coi như là bất mãn ở bên trong nội bộ tuồn ra, thì tôi nghĩ ở một cái tài liệu như thế này thì nó phải là ở một cái cấp nó rất là cao. Ít nhất nó cũng phải là Ủy viên Bộ Chính trị hoặc là cựu Ủy viên Bộ Chính trị, chứ không thể nào mà một cái tầng, một cái cấp mà thứ trưởng hoặc là cục trưởng nào mà có được đầy đủ những cái văn bản như thế này. Trở lại với cái vấn đề này thì trong cái đối diện thì tôi cũng nhắc anh cái chuyện này, tức là họ sử dụng một cái biện pháp họ rất là thủ đoạn. Khi thí dụ là họ đầu tiên họ liệt kê là anh tôi Lê Trung Khoa rồi anh Bùi Thanh Hiếu, anh Lê Bùi Thanh Hiếu rồi Lê Trung Khoa rồi Phạm Chí Dũng rồi ABC lọ kia là những kẻ là chuyên môn là đưa những cái tin là xuyên tạc để sai sự thật. Sau đấy thì họ đưa tên một cái người nào đấy vào, thí dụ là tức là khi cái người đấy, họ liệt kê cả tên của cái người đấy vào, thí dụ người Trần Văn A chẳng hạn, nó bảo là Lê Trung Khoa, Phạm Chí Dũng, Bùi Thanh Hiếu rồi là Trần Văn A là những kẻ xuyên tạc sự thật. Sau đấy thì nó đưa ra một cái bài của Trần Văn A, chứ là nó không đưa ra những cái bằng chứng mà tôi cả anh mà đưa ra, tại tôi cả anh thực sự là tôi nói thì tôi có bằng chứng, thì nó đưa cái thằng Trần Văn A đấy ra với một cái tin sai lệch đấy, là rất là sai lệch, và nó bảo thế là để cho người ta hình dung là tất cả cái thằng Trần Văn A này mà nói sai lệch thì tất cả cái bọn là Lê Trung Khoa, bọn Phạm Chí Dũng, bọn Bùi Thanh Hiếu kia là đều là tuyên truyền sai sự thật. Đấy, tức là một cái thủ đoạn mà mọi người là không yêu lý, chứ nó không bao giờ mà nó đưa được ra cái bằng chứng nào mà tôi nói sai sự thật cả. Bây giờ chúng ta lấy trở lại là cái chuyện mà cái nhận tài liệu mà được tung ra vào thời điểm này nó có liên quan đến vấn đề mà Đại hội Nhân sự 13, thì chúng ta thấy là một điều là ở trên cái văn bản này là để thẳng thừng đến vấn đề là ông Tô Lâm. Thời gian vừa rồi thì anh mọi người và bạn đọc cũng đã chứng kiến là ông Nguyễn Phú Trọng đúng không, liên tục họp để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 13 đúng không, thì cái tài liệu này tung ra đúng cái thời điểm này. Nhưng mà cái tài liệu này được tung ra cùng với những cái bài viết mà định hướng là được một tác giả tên là Hoàng Việt họ đăng trên trang dân luận, thì họ cũng có một cái hướng dẫn là ông Tô Lâm là ông là người ông được là rất nhiều tiền, một triệu đô ở trong cái tiền mà ăn hối lộ của cái vụ việc như thế này. Nhưng mà chúng ta thấy là các cơ quan điều tra các thứ thì là không nhắc đến gì, trong khi đấy ông Nguyễn Bắc Son thì được 3 triệu, rồi là ông Trương Minh Tuấn được triệu mấy đấy. Nhưng mà chúng ta lại rất là vui mừng là khi mà hai ông bộ trưởng thứ trưởng kia mới ông làm 3 triệu, Bộ Thông tin Truyền thông làm 3 triệu, mà cái ông Tô Lâm Bộ trưởng Công an thì ông lại trong sạch, ông lại không ăn đồng nào. Tôi thấy là cái điểm đó rất đáng mừng. Mà trong khi đấy là ông Trương Minh Tuấn rồi ông Mark Son là phải gửi công văn để mà xin ông Tô Lâm là xin ý kiến. Tức là ông Tô Lâm ông đồng ý thì mới được bán. Thế mà hai ông đấy thì lại được khai ra là được mấy triệu. Rồi Bộ Công an thì thụ lý điều tra, nhưng mà lại phát hiện ra một cái rất là may mắn cho đất nước là ông Tô Lâm ông lại không nhận đồng nào trong vụ đấy. Nhưng quả thật có không nhận không hay là chưa có bằng chứng? Tức là tôi đang nói ở trên cái chuyện là báo chí rồi là vụ án người ta không phát hiện ra ông Tô Lâm ăn hối lộ. Đấy. Thế thì mấy bữa nữa liệu có thì sao? Vâng, quả thật quan chức của Việt Nam cũng vất vả. Nếu mà chúng ta tính bậc lương thì một tháng thu nhập của họ chỉ hơn 10 triệu. Mà họ cũng nhà lầu xe hơi và con cái học nước ngoài thì không hiểu lấy đâu ra đúng không ạ? Nhưng mà tôi thấy là sau cái vấn đề này, những cái tài liệu mật này được tung ra ấy, thì nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam hay là ban bảo vệ chính trị nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thì cũng không lên mà
tập trung rồi là chỉ trích những cái người mà như chúng tôi, vì chúng tôi không thể làm có được cái văn bản này mà chúng tôi đưa ra. Mọi khi là họ chỉ phần ngọn thôi. Khi mà những cái tài liệu này được tung ra thì họ cứ nhằm những người nào mà phát tán cái này ra thì họ chửi, như anh và tôi thì cứ thế họ chửi, họ bảo là xuyên tạc rồi là thu thập. Nhưng mà họ không bao giờ họ nhìn nhận, họ đánh giá thẳng rằng là những cái văn bản này mà đưa ra, những cái tài liệu tuyệt mật này được đưa ra thì chỉ có người ở trong nội bộ của họ và những người rất là cấp cao. Và họ thừa biết rằng nếu mà với một cái trình độ, một cái phương pháp kỹ thuật của họ thì họ thừa biết rằng là ai là những người mà đưa ra những cái văn bản này. Cùng với những cái mà quan sát của tôi thì tôi cho rằng là cùng với các cái bài viết của Hoàng Việt rồi cùng với những cái tài liệu được đưa ra thì tôi nghĩ rằng là những cái tài liệu này là nhóm của ông Trương Tấn Sang, ông Trương Hòa Bình, ông tung các tài liệu ra. Vì hình như là đợt vừa rồi là chúng ta thấy có một cái sự nó dàn xếp êm đẹp với phe của ông Trọng và phe của ông Xuân Phúc, là họ hình như họ cũng thống nhất được cái phương án là họ đưa được Trần Quốc Vượng lên làm tổng bí thư, và cái chức mà thủ tướng rồi cái chức mà chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội thì nó cũng có những cái phe có thể là trong các cái người khác như ông Phạm Bình Minh rồi ông Nguyễn Văn Bình hoặc là có thể là ông Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng mà trong những cái cơ cấu mà chúng ta tạm thời tính đối tượng đấy thì nó không có ông Trương Hòa Bình, mà ông Trương Hòa Bình là ông là người đệ tử rất là thân cận của ông Trương Tấn Sang. Mà nếu mà ông Trương Hòa Bình mà ông không được vào trong cái cơ cấu và trong nhân sự lần này thì tất nhiên là phe của ông ấy, tức là ông Trương Tấn Sang, người trước kia là cựu chủ tịch nước, mà ông Trương Tấn Sang là người là rất là có quan tâm đến cái vấn đề này, vấn đề của AVG này. Trước đây thì ông đã từng đi khắp nơi để ông gửi đơn từ, rồi cho một cái ông mà có một cái ông ở ban tổ chức Trung ương Đảng, cựu tổ chức ban Trung ương Đảng, ông hay phát biểu thì tôi cũng quên mất tên rồi. Nhưng mà ông đấy, ông cũng khi mà trả lời báo chí thì ông nói rằng là đồng chí Trương Tấn Sang là rất quan tâm đến vấn đề này và đã nhiều lần là gửi tài liệu thư yêu cầu là xử lý cái vụ AVG này. Thế thì chứng tỏ là ông Trương Tấn Sang nắm được rất nhiều những thông tin, đúng không ạ? Và không phải ông hay là ông là người thực sự lắm được tiến. Ông là người thực sự lắm được. Và ông ấy có rất là nhiều cái ông ở trên cương vị chủ tịch nước thì ông ấy có hết những cái tài liệu này, và nhất là bây giờ là ông ấy có ông Trương Hòa Bình là người phó thủ tướng, ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách về những cái vấn đề mà và xử lý những cái vụ án pháp luật lớn như thế này. Thì tất nhiên là hai ông này ông có, và hai ông này thì khi mà ông ấy thấy rằng là người phe của mình nó không có được cái ghế nào ở trong cái tứ trụ tới đây, không được cái ghế nào, thì họ bắt đầu họ tung ra những cái này để họ nhằm gây áp lực cho các phe là phải thỏa hiệp để cho họ có một chân vào trong đấy. Nhưng mà theo anh thấy rằng cái vai trò của ông Phú Trọng có lẽ khá quan trọng trong cái việc sắp đặt nhân sự cho đại hội 13 tới. Thế thì hiện nay thì anh đánh giá thế nào về ông Phú Trọng? Liệu ông có quan tâm những cái vấn đề này không, và có phải những cái vụ vừa rồi cũng chỉ đạo để bắt và để nhốt rồi để xử, như ngay cả những người như Trương Minh Tuấn là phó ban tuyên giáo, đúng không, phó ban tuyên giáo là người của Đảng đấy, thế anh đánh giá thế nào về cái việc đó, và bây giờ là đánh với cả phó ban tuyên giáo của Đảng? Thực ra là trong những cái vụ mà đốt lò của ông Trọng hoàn toàn là có những cái công sức nó đóng góp rất lớn của nhiều phe khác, như các phe khác như phe Trương Hòa Bình, phe Nguyễn Xuân Phúc ấy, và các cái phe khác trẻ họ mới nổi dậy, thì họ muốn là các cái phe này, tất nhiên nếu mà ông Trọng ông muốn diệt các cái đối tượng kia thì ông phải có những cái người mà ủng hộ ông ấy, thì người ủng hộ của ông ấy là các cái phe Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình, các cái phe đấy họ thấy những cái đối tượng lẻ kia coi như là không thuộc về cánh của mình, thì họ hợp sức với ông Trọng, họ tung hô ông Trọng rồi họ đưa hồ sơ các thứ về các cái đấy ra, rồi họ bỏ phiếu biểu quyết ở trong Bộ Chính trị là xử những cái đấy, thì ông Trọng thì ông cứ thế là ông xử thôi, vì tội gì ông ấy là, nếu mà ông xử thì ông ấy được tiếng là người là người liêm chính, như là người có cái công lao lớn trong cái công việc nó đốt lò, rồi là đấy là quyết tâm của tổng bí thư. Chứ thực ra tôi nghĩ rằng là ông ấy cũng phải mặc cả ngầm với các phe khác để diệt một số cá nhân lẻ tẻ đã hết thời để làm coi như là con mồi cho ông ấy tế thân, để ông ấy được cái vinh dự đấy. Vì chúng ta đã thấy là có rất là nhiều những cái đối tượng quan tham mà bị lên án rất là nhiều, thậm chí là vụ án Huỳnh Đức Thơ vừa rồi là có, tôi vừa trong tay tôi có một số tài liệu rất là nhiều về Huỳnh Đức Thơ.
vừa rồi nó cũng được tung ra, và thân Đức Lam là hai cái người mà hai cái tên quan chức mà rất là khủng khiếp, nhưng mà ông Trọng ông cũng không làm được gì. Tôi thì không thấy ông Trọng bao che, nhưng mà đấy là cái người của ông Phúc, mà ông Phúc thì ông bao che thì ông Trọng ông cũng không dám làm. Thì có lẽ sức khỏe của ông Trọng dạo này cũng có lẽ yếu đúng không ạ, và ông ấy cũng phụ thuộc nhiều vào cái bộ phận ở dưới để họ không phải hiện, là do tình hình sức khỏe hay là theo anh là ông ấy có tình hình sức khỏe của ông yếu thì có cái sự nhân nhượng nào đó. Tình hình sức khỏe của ông yếu thì tôi chỉ cho rằng nó là một phần thôi, còn bây giờ một phần lớn là bây giờ là ông ấy cũng không làm. Khi mà ông ấy muốn, tự nhiên tôi nói lại rồi, khi mà ông muốn giết một quan chức cấp cao nào đấy thì ông phải được sự đồng ý hoặc là được sự ủng hộ của các phe phái ở trong đảng, chứ không phải là do ông ấy yếu rồi ông ấy không giết được, hoặc là sức khỏe của ông ấy khỏe thì ông đi ông bắt được người này người kia, rồi ông ấy yếu thì ông không bắt được. Không phải, ông ấy chỉ đạo bằng đầu óc cho ông ấy rất là có tỉnh táo và sáng suốt. Cơ thể của ông ấy thì có thể là ông ấy không được đi lại được nhanh nhẹn thôi, chứ còn ông vẫn làm việc được bình thường. Chứ cái chuyện mà ông ấy mà về đang nói về sức khỏe của ông ấy không ảnh hưởng gì đến cái việc mà ông ấy thực hiện cái chiến dịch đốt lò, mà cái quan trọng là cái chiến dịch đốt lò của ông ấy, ông diệt đối tượng nào và đối tượng đấy có được, khi ông diệt đối tượng đấy thì cái ý định đấy có được các cái phe phái đang mạnh ở trong đảng trong ủng hộ ông hay không. Vâng, trong thời gian tới chúng ta cũng đã thấy có những cái sắp xếp nhân sự mà như anh cũng đã nhận ra và nhiều người cũng đã thấy là ông Trần Quốc Vượng đúng không, có vẻ khá lên trong thời điểm này. Nhưng Nguyễn Xuân Phúc thì cũng rất cố gắng. Thế thì anh đánh giá thế nào về hai cái nhân vật này, liệu cái sự tranh giành quyền lực hay là cái sự gì đó nó có va chạm gì trong công việc? Cái việc này nếu mà ông Phúc mà ông Trần Quốc Vượng mà ông được lên làm tổng bí thư ấy, mà ông Phúc thì ông vẫn còn tại vị, tức là ông còn làm thủ tướng hoặc ông còn làm chủ tịch nước ấy, thì mà có một cái sự nó rất là khó cho đất nước, là khi đấy là hai người đấy người ta đã không ưa nhau rồi, bây giờ mới đầu là có những cái lời đi tiếng lại rồi, và khi đấy thì khi lên rồi thì ông Vượng làm tổng bí thư thì ông ấy là cấp trên đúng không, ông Phúc ví dụ đang nói là ông là thủ tướng thì ông vẫn là cấp dưới. Nhưng mà ông Phúc thì ông ấy lại là người ở trong bộ chính trị nó lâu hơn rồi, làm thủ tướng lâu hơn rồi, quyền lực thì có sớm hơn ông Vượng từ trước rồi, mà bây giờ tự dưng lại để một người ở đằng sau mình, người ta vượt lên trên, người ta làm cấp trên của mình, thì cái đấy là một cái nó rất là éo le. Thường thường là khi người ta đưa một cái cấp dưới lên trên thì thường thường là cái cấp phó hoặc là cái cấp phó mà cái tương đương có năng lực cạnh tranh ấy, họ sẽ đưa đi một cái nơi khác để tránh cái sự là kiểu như trên bảo dưới không nghe đấy. Nếu mà bây giờ mà đặt trường hợp mà ông Trần Quốc Vượng ông làm tổng bí thư mà ông Nguyễn Xuân Phúc thì ông lại làm thủ tướng, thì mỗi lần ông lại phải xin ý kiến xun xoe xin. Ông Trọng thì là người lớn tuổi hơn và ông Trọng là người có nhiều năm ở trong bộ chính trị hơn, uy tín hơn. Ông Phúc thì bây giờ ông vẫn đi xun xoe ông định vợ ông Trọng, một điều anh cả hai điều cụ các thứ, nhưng mà cái đấy thì chuyện đấy là về vai vế, về lớn tuổi hơn thì có thể là người ta nhìn người ta chấp nhận được. Chứ bây giờ ông Trần Quốc Vượng, ông bây giờ ông lên làm tổng bí thư rồi, ông Phúc thì ông cũng lại xun xoe rồi, ông lại là báo cáo tổng bí thư rồi là anh thế này anh thế kia các thứ, thì cũng là một lỗi nhục cho ông Phúc. Thì tôi nghĩ là cái chuyện này nó, nếu như mà ông Trần Quốc Vượng lên mà để ông Phúc còn lại thì đó là một cái rất là bất ổn cho cái nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế thì liệu ông Trọng vẫn cứ phải ngồi đấy làm ít nhất là chủ tịch nước không, theo anh có cái trường hợp cái xảy ra tôi tức là chia ra không, tức là cái tôi thì tôi cái ý kiến đấy thì tôi quan cái ý kiến đấy thì tôi không nghĩ rằng là tôi không biết là ở bên trong là bộ chính trị họ có hay không, nhưng mà nếu mà theo cái quan sát của tôi ý, thì tôi thấy rằng là tốt nhất là ông Trọng ông ấy làm lốt tổng bí thư rồi chủ tịch nước, rồi tất cả các ông khác như ông Trần Quốc Vượng rồi ông Nguyễn Thiện Nhân rồi ông Nguyễn Xuân Phúc rồi là ông Lịch bộ trưởng quốc phòng là những cái người quá tuổi rồi, coi như là thôi lại về hưu hết, để cho cái lớp mới lên, rồi ông Trọng ông vẫn làm tổng bí thư chủ tịch nước thì ông vẫn là người ông ấy cầm trịch giải quyết mọi vấn đề thì nó ổn định. Chứ bây giờ ông Trọng mà ông mà về rồi ông ấy để lại cho ông Vượng lên mà không hạ được ông, không hất được ông Phúc đi thì là một cái rất là bất ổn, rất là một cái nó rất bất ổn, một cái rất là khó cho. Thế thì nếu thế thì có thể gặp cái trường hợp là có thể ông Nguyễn Phú Trọng chết ngay trên ghế, tức là khi đang làm thì cũng mất thôi. Thì cũng có nhiều trường hợp trước đây ở Việt Nam cũng như vậy rồi. Thì theo anh bây giờ liệu có lặp lại cái chuyện đó không? Cái chuyện đấy thì trong chính trường thì có nhiều chuyện, nhưng cái chuyện đấy khả năng nó xảy ra là cũng ít.
vì ông Trọng tất nhiên là ông sẽ cảnh giác. Và sau cái vụ A4K này thì chúng tôi cũng đã thấy rằng là cái sự xuất hiện của ông Tô Lâm đối với một số chỗ ấy, thì có vẻ là hình như là có vẻ không được rõ ràng cho lắm. Thế thì anh thấy là cái thời gian tới ông Tô Lâm liệu có phải đối diện với cả những cái vấn đề về pháp lý không, khi rõ ràng trong những tài liệu tuyệt mật này mà ông ấy cũng đã đọc qua và ông đã duyệt cái việc này rồi và bây giờ lại lôi ra để thành tôi thì tôi cho rằng là ông Tô Lâm ông không bị ảnh hưởng gì. Vì như tôi đã nói là cái vụ này để nó đưa ra, cái bên mà chủ trương đưa ra vụ này, xét xử đưa tin về Nguyễn Bắc Son nhận 3 triệu vừa rồi là phe nó chủ trương là muốn là giải quyết vụ này dứt điểm để mà tập trung làm nhân sự đại hội tới. Thì nếu như mà bây giờ từ trước đến giờ thì ông Tô Lâm ông không có tên trong cái chuyện này rồi, tức là họ đã không đưa ông Tô Lâm vào trong cái vụ án này. Bây giờ nếu như mà vì đòi hỏi của cái phe kia mà đưa ông Tô Lâm vào cái vụ án này để mà lại bắt đầu điều tra xét xử ông Tô Lâm thì nó sẽ bị phá vỡ mất cái kế hoạch là người ta muốn xét kết thúc cái vụ ABG này sớm. Bây giờ đưa ông Tô Lâm này vào thì anh bảo là bây giờ điều tra ông Tô Lâm này lại mất thêm ít nhất phải 2 năm nữa thì đại hội nó đến nơi rồi. Mang Bộ trưởng Công an, mang Ủy viên Bộ Chính trị ra để mà xét xử, để mà điều tra các thứ thì nó rất là hỗn loạn. Nhưng mà rõ ràng vụ này rất nghiêm trọng, trong hồ sơ tối mật tuyệt mật thì rất rõ ràng là thấy, để các bạn thấy là hồ sơ tuyệt mật ghi rất tuyệt mật đấy, thì là thấy rất rõ là cái chữ dòng chữ rất nghiêm trọng, đó là việc là tránh việc chuyển nhượng cổ phần A4K cho đối tác nước ngoài có liên quan đến hoạt động tình báo kinh tế hoặc chịu sự chỉ đạo của các cơ quan, đặc biệt là ở nước ngoài, nhất là cơ quan tình báo Hoa Nam. Thì như vậy là nó liên quan Trung Quốc, thế này rất rõ ràng và không phải tự nhiên họ ghi vào như này, thì có nghĩa là trước đến nay rõ ràng cơ quan tình báo Hoa Nam phải nằm rất sâu, chui rất sâu vào trong bộ máy của Việt Nam, và ngay trong Bộ Chính trị, thậm chí Ủy viên Trung ương cũng có thể có những cái nhân vật như vậy thì họ mới ghi vào hồ sơ tối mật như vậy như này, đúng không ạ? Thế thì anh thấy tình hình bây giờ là có một cái chuyện nó giống nhau ở trong một cái yếu tố của Trung Quốc ở trong này, về cái vụ án mà Nhiệt Điện Thái Bình 2 mà cái BBC của Trịnh Xuân Thanh thực hiện thi công, được được ông Đinh La Thăng lúc đấy ông là xếp trên ông bàn giao ấy, thì có câu chuyện là khi đấy là đã có nhiều ý kiến là bảo là chuyển cái Nhiệt Điện Thái Bình 2 đấy cho nhà thầu Trung Quốc. Thì ông Đinh La Thăng ông mới gọi ông Trịnh Xuân Thanh đến, ông bảo là mày nhận thực hiện cái nhà máy Nhiệt Điện Thái Bình 2 đấy đi. Thì ông Trịnh Xuân Thanh bảo là bây giờ là năng lực là không có, tiền thì không có, tiền thì không đủ. Thế là ông Đinh La Thăng ông mới bảo là thế thì tao sẽ bơm tiền trước cho mày, để mày có năng lực để mày thực hiện được cái dự án này, chứ bây giờ đất nước mình không có việc, tội đéo gì để cho mấy thằng tàu làm. Thế là ông Đinh La Thăng ông phát biểu con rồi. Thì sau đấy là ông Đinh La Thăng ông ấy ký chuyển cho ông Trịnh Xuân Thanh tiền tạm ứng để mà có năng lực để mà thực hiện cái công trình cái Nhiệt Điện Thái Bình 2. Sau này thì cả hai ông đều dắt nhau ra tù vì cái tội là ông kia không có đủ năng lực mà ông này lại bơm tiền cho ông kia để ông kia đủ năng lực. Cái tiền đấy thì đáng nhẽ là phải là để gửi trong ngân hàng, tài khoản kinh doanh thì nó sẽ lời ra từng ngày tiền, còn ông chuyển cho như thế thì nó chỉ làm thiệt hại cho đất nước là 110 mấy tỷ. Đại khái là nếu như mà ông tìm một thằng khác nó có năng lực, nó có vốn, nó làm luôn thì ông không phải ứng cho nó. Còn bây giờ ông ứng cho thằng này như thế kia là tự dưng là cái thời gian ứng tiền đấy là nếu mà đi mang ra gửi ngân hàng nó sẽ được ra từng ngày từng tiền, và như thế là công an thoát ông đi tù. Ở cái một vụ việc này, thứ hai là cái vụ việc ABG này nó cũng có hao hao mà chúng ta nhìn thấy nó rõ ràng văn bản, nhưng không phải câu chuyện tôi vừa kể. Cái câu chuyện tôi vừa kể là cái câu chuyện mà tôi chỉ nghe biết và khi mà Trịnh Xuân Thanh kể thôi, thì có thể là bảo là không có bằng chứng hay không có như nào, nhưng mà ở đây thì nó rành rành là cái bằng chứng rất là rõ ràng và giấu mật là không để cho tình báo Hoa Lam lợi dụng mà can thiệp. Đây tôi xin để sát gần cái dòng chữ này, đây sát gần dòng chữ này để các bạn cũng xem cái dòng chữ tình báo Hoa Nam đấy, đọc rất rõ và đấy là rất nghiêm trọng về cái vấn đề này đấy. Đấy, tức là đây là một cái chủ trương giữa ông Tô Lâm và ông Trương Minh Tuấn là cũng là không muốn để cho tình báo Hoa Lan người ta lợi dụng. Tức là chúng ta phải hiểu là có những cái công ty của tình báo nước ngoài Hoa Lan nó đã có ý định nó mua cái ABG này. Và vì thế mà ông Trương Minh Tuấn ông phải xin ý kiến của ông Tô Lâm để hai bên thống nhất là không bán cho nước ngoài mà chỉ bán ở trong cho đối tác trong nước thôi. Đấy. Tuy rằng nó cũng có một cái giống nhau là
khi mà hai ông mà ông Đinh La Thăng và ông Trương Minh Tuấn này đều muốn là bán cho đối tác trong nước, trong đối tác làm, nhưng mà qua đó thì các ông ấy cũng thịt tí, ông cũng thịt vào, đâm ra là các ông chết vì tội thịt. Còn cái vụ án khác mà cứ để cho Trung Quốc nó làm rồi là các ông ăn phần trăm của Trung Quốc, về thịt của Trung Quốc thì lại chả bao giờ bị đưa ra cả. Như là cái vụ mà đường sắt trên cao ở Hà Nội ấy. Bây giờ nó đội vốn ở Cát Linh Hà Nội, nó đội vốn đến hàng bao nhiêu lần nhưng mà không bao giờ là được đem ra xét xử cả, vì là cái chuyện đấy là ai hiểu rằng là các ông ấy phải có tiền ở trong đấy, tiền thậm chí có thể ăn cũng nhiều như là cái vụ nhiệt điện Thái Bình 2 này, thậm chí là nhiều như là cái AVG này, nhưng mà không được đưa ra. Tức là nên mà mình qua đây thì tôi muốn gửi lời đến các cái người quan chức trong nước cấp cao, nếu như có ăn hối lộ hoặc là có tham nhũng vào các cái công trình gì thì nên chọn các cái đối tác, mời các người Trung Quốc vào, mời các đối tác Trung Quốc vào, xong rồi là ăn tiền của nó. Ví dụ bán rẻ đất cho Trung Quốc ấy, thì anh thấy xem bao nhiêu vụ bán rẻ đất cho Trung Quốc có vụ nào lại bị mang ra xử đâu, đúng không? Nhưng mà anh bán rẻ cho một người khác, thí dụ anh bán rẻ cho thằng Phú Nhôm cái thì anh bị mang ra xử, nhưng mà anh bán rẻ cho thằng Trung Quốc và anh cũng nhận hối lộ từng đấy tiền thì anh lại không bị mang ra xử. Đấy, nên là cái công là làm quan chức mà muốn tham những hối lộ thì phải nhớ cái điểm cốt yếu đấy, là bán cho Trung Quốc rẻ rồi ăn hối lộ của nó thì khó mà bị đảng mang ra xử. Nhưng mà nó nắm được hồ sơ rồi để sau khi mà thì là nó bảo vệ mình, nó là người của nó, là bảo vệ mình, nó bảo nó sẽ bảo vệ các ông ấy, rồi nó sẽ đưa các ông lên. Bây giờ mỗi lần mà các ông ấy bị uy hiếp mà đe dọa không có ghế, rồi nó lại đưa tàu vào đất liền, xong rồi nó đưa quân, nó áp sát biên giới, nó đóng cửa biên giới, nó bảo bây giờ mày cho thằng Trần Quốc Vượng này lên chẳng hạn thì bọn tao rút quân về, rút tàu về các thứ, đại khái như thế. Vâng, rất cảm ơn anh đã chia sẻ ngày hôm nay những cái tài liệu tối mật cho bạn đọc trong và ngoài nước cùng biết. Và chắc chắn là trong thời gian tới thì sẽ qua anh cũng như là một số chương trình khác để cung cấp thêm những thông tin như thế này để cho nhiều người cùng hiểu. Cái này là mà hôm nay chúng ta chỉ nói sơ qua về cái phần mở đầu của cái tài liệu mật. Thực ra là một trong một vài trang của cái tài liệu mật này mà để mà đưa ra thì chúng ta phải bình luận, nó rất là mất rất là nhiều thời gian và rất là nhiều ngày. Cho nên là tôi cũng phải có thời gian tôi nghiên cứu rồi tôi chọn lọc xem những cái phần nào mà đáng để mà chúng ta thời gian chúng ta nó quý, chúng ta cần phải có những cái chọn lọc rồi là để làm để đưa ra để nó có chất lượng cho cuộc hội thoại. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời Báo .de ngày hôm nay thứ ba ngày 3 tháng 9 năm 2019. Và các bạn hãy để lại những bình luận, những chia sẻ và cùng nhau chia sẻ video này và đưa ra những câu hỏi để chúng tôi có thể trả lời các bạn trong thời gian tới vào những chương trình hội luận lần tới với blogger Người Buôn Gió là anh Bùi Thanh Hiếu ở đây. Và chúc các bạn sức khỏe và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Xin chào các bạn.